Colombia là một nơi đầy chiến sự, những người lính sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Receiving approximately $1 billion a year for training and equipping the Colombian. Số lượng vũ khí được tiêu thụ tại Colombia được xem như là con số báo động. Are Latin America's oldest, largest, and best equipped. Và cả những người tham gia vào cuộc chiến này, tuy nhiên sự chiến này tại đây được xem là chấm dứt khi mà Tổng thống Kennedy ký xác lệnh campaign of terror against the government and the people of Colombia. Chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, những con số thống kê về số lượng binh lính đã thiệt mạng tại đây được xem là báo động. American soldiers are frequently deployed. Tuy nhiên, theo thông tin của những binh lính Mỹ tại Colombia, những sắc lệnh này chưa có hiệu lực lúc này. And the American government has posted over $70 million of reward money for any information leading to the capture of FARC leadership. The Colombian people frequently take to the streets to protest the FARC's brutal methods and to call for the end to the violence and for the release of hundreds of hostages. Although with its massive cocaine revenue, the FARC has been able to equip its army with the most modern weapons of any terrorist organization in the world. Movement on Lago. Principal acquired. Flashpoint Bravo, what is your count? Chúng tôi đã thấy được đối tượng. We are minus two, 3 minutes of full count. Charlie, slow him down. Hắn đang qua đường. Tôi vẫn đang theo. Bên kia đi, không sao đi. Đừng hành động lúc này. Copy that, Alpha. Tôi sẽ theo hắn. Abort, Charlie, abort. Coi chừng, Sally. First rule of engagement: always know your target. Hắn đi vào nhà người phụ nữ rồi. Đừng hành động. Proceed to jump point. Good fellow, for
He's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. Which nobody can deny. Này, chuyện có gì xảy ra vậy? Có chuyện gì thế hả? Chỉ là tai nạn thôi mà. Thôi cho qua đi, nâng cốc nào. Còn một điều nữa, chúng ta cần phải nâng cốc chúc mừng cho lần này chúng ta hoạt động trong quân đội. Bogotá, Colombia. ¿Te comportaste bien? Sí. Parece pajarito. ¿Has estado muy bien? ¿Mamá? ¡Mamá, aquí! A ver, a ver. ¿A cuánto? ¿Bao nhiêu vậy? 900 pesos. Nhìn này con yêu, thích không nào? Có thể thằng bé sẽ trở thành nhạc sĩ giống như là ông nội của em vậy. Không đâu, nó sẽ trở thành cầu thủ bóng đá tham dự vào World Cup chứ. Đó là giấc mơ của anh yêu ạ. Nhưng tất nhiên, anh là bố nó. Ai đã mua cho nó quả banh đầu tiên nào? Là anh. Mazurka, mẹ thích món này, ăn không con? Tomás. Để con đi đâu vậy? Bình tĩnh như em à. Thằng bé không sao đâu. Thành thật chi buồn. Tôi rất tiếc vì sự mất mát của anh. Những gì nhóm FLC, tôi sẽ bắt họ trả nếu như cậu muốn. Cậu hiểu chứ, nếu như cậu muốn. Te juro por mi Dios que mi alma está. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Mọi việc thế nào rồi? Bọn tôi vừa nhận được sắc lệnh có lẽ sẽ có một cuộc chiến tại Tatu. Tôi cần đến đó xem xét. Nào, đi theo tôi, Son. Tình hình tại Colombia như thế nào?
Tình hình có chút biến chuyển, tuy nhiên vẫn còn rất nguy hiểm. Chúng ta đã cố gắng kiểm soát hết được tình hình, tuy nhiên điều này không phải là dễ. Vậy thì cái này sẽ làm cậu quan tâm. Nhưng có một vụ nổ tại một khách sạn đã cướp đi một tính mạng. Của hai người đó chính là vợ con của một trung úy cảnh sát Colombia. Tôi cần cậu điều tra vụ việc này. Đã biết chúng đã chưa hả? Theo thông tin của nhóm FALC, tôi hiểu rồi. Chúng ta được biết nhóm khủng bố tại Colombia thường trú ngụ tại những nơi rừng sâu như thế này. Đây là nơi được xác định một tháng trước, còn vị trí này là mới hôm qua. Chúng ta sẽ phải thâm nhập vào đây. Vậy là chúng ta sẽ vào nơi rừng sâu này à? Chính xác, việc này đã được lên kế hoạch. Mọi người chuẩn bị, chúng ta sẽ xuất vào sáng ngày mai. Nên nhớ không được chủ quan. Đừng quên đọc tài liệu trước nha. Lại đọc tài liệu nữa sao? Cũng giống như các buổi cắm trại bên ngoài mà. Không có lựa chọn nào đâu. Chính xác, nó nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Không phải chuyện đùa. Có câu hỏi nào nữa không? Chúng là lính biệt động mà. Chính xác là lính đồng ngũ của phía kẻ thù. Chúng tự lập nên một đội quân và đi đánh bom các khu trong quân đội. Vì vậy chúng đã khá nổi trong ngụy trang. Được rồi chứ, nhớ có mặt ngày mai lúc 7 giờ. Tôi xin phép xin trễ một chút. Bây giờ tối nay tôi có việc quan trọng. Hôm nay tôi chưa làm xong. Vì vậy lý do được cấp chấp nhận. Theo trí nhớ của tôi cho biết là chưa bao giờ có trường hợp ngoại lệ. Something about me almost tackling you to get you from ringing that bell at the end of Bud's train. Okay? Who's dragging you out of half a dozen bar fights? Được chấp nhận hiểu chứ? Hãy tuân theo mọi người đi. Được rồi. Ý anh là cả anh cũng không được ngoại lệ chứ gì? Tôi cũng giống anh thôi. You damn Skippy. Nghe thật là tức đi. See you guys on the tarmac. Gặp lại các cậu nha. Oh, yeah. Tạm biệt đội trưởng. Các cậu sẽ được vận chuyển đến vùng đất theo tạo độ 38 này của Colombia. Sau đó thì các cậu di chuyển đến đây. Có thể bọn chúng đang co cụm lại tại đây. Nhớ là phải đánh bất ngờ. Sau đó quay về đi tại điểm tập trung này. Máy bay sẽ chở sẵn. Chờ sẵn ở đây. Nếu có gì phải thông báo nghe. Được rồi, nhớ sao mệnh lệnh đi. We are entering drop zone. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp đến địa điểm rồi. Sẵn sàng để chết. Xuống đi. Nhảy. Đưa đây cho tớ nè, cẩn thận đi. Get on.
Good. Look inside. Chúng tôi đang có liên lạc, có thông tin báo tôi ngay. Dân thưa ngài. Hi, Commander. Thưa ngài, chúng tôi chưa kết nối được. Chờ chút, có lẽ họ đang chuẩn bị thông tin cho chúng biết vị trí chính xác. U.S. Embassy liaison. Visuals coming up now, sir. Tôi bắt được liên lạc rồi thưa ngài. Có vẻ như họ đang trên thượng nguồn. Anh chắc chắn là chiến dịch này là đúng không? And you will devastate our anti-drug relations. CIA pulled up a name. Cứ yên tâm đi, họ đều trải qua rất nhiều cuộc chiến rồi. Không có gì ngăn được chân họ đâu. He set up the factory bombings in Bogota, and he's got a handler. Code name. Tôi không lầm thì tên đầu sỏ của chúng là Dico. Fred, quan sát bên trái đi. Got something. Có kẻ địch. About 10 meters out. 1 o'clock. Có 7, có chừng. Chắc rồi, cẩn thận đi. Magnetic AT-12 mine. Can be made. Sold. Do the job. Đến lúc làm việc rồi. As I'm messing around. In up. Repeat. Repeat. In up. Stingray's in the objective perimeter, sir. Chắc họ đã vượt qua được rồi. All right, looks like we're losing the satellite, sir. Tín hiệu bị nhiễu thưa ngài. Get it back. Kêu họ quay lại đi. Working on it, sir. Trying không to get kịp rồi thưa ngài. Find someone with another set. Không thể thấy được. Kiểm tra ngay. Turn starboard. Go, sir, boys.
Chúng ta đi thẳng theo hướng 38 độ. Nhớ cẩn thận dưới chân đi. Chính là vị trí này, cabin. Còn lên trinh sát đi. Tuân lệnh. Is on and recording. Đến nơi rồi. We have all what they get in the cookie jar. Có điện từ trường đi. Get you on tape. Cắt từ dưới lên đi. Báo lên. Stingray Delta. Bọn mình chỉ làm hai, một dòng qua trái, một dòng qua phải. Để tôi kiểm tra đã. Có tổng cộng là 5 máy quét để xem đầu có 4 khu chính. Có dãy được canh gác. No infrared trip lines. No motion sensors. Còn thông tin gì không? Bên trong có 25 thùng hộp, bên ngoài có 2 gã, có trang bị vũ khí. Mở được rồi. Cẩn thận, vào đi. Được rồi. Steve có chân, có gã gần cậu đó. Stingray Echo, watch your six. Tuyệt thật, cậu sắp được hưởng nước trời rồi. Cô đến khu vực 17 đi. Được, tôi sẽ theo sau. Là thuốc viện, chúng sẽ được chuyển tới vùng giáp ranh của Colombia. Hay lắm, một vụ lớn đây. Tôi mắc kẹt rồi. Bằng chứng báo khu hành chính đồng quan. Có lối nào ra không? Alvaro. Không sao, chúng đi tới chỗ 25 cái thùng, cậu đừng lo. Được rồi, tôi sẽ giải quyết chúng trước. Pero yo no soy uno de esos. Yo no soy. Đến lúc phải kết thúc bạo động, kết thúc giết chóc. Chúng đã tiến Tây Ban Nha. Xem ra chúng đang họp hội nghị gì đó. Không thể để lịch sử bị quên lãng được. Un encuentro que puede ser muy histórico a nuestro país. It's like we just walked into the history books, boys. Chúng nói gì đó đến lịch sử, tôi chỉ biết thế thôi.
3.000 colombianos. Sao chúng ta có thể nghe mãi tiếng ầm ĩ của súng đạn được? Cái tuần đó tôi thấy toàn là dầu, 15 thùng dầu thô. Chúng chắc là dùng mục đích chạy động cơ. Cả hai chuyến tiến. Những kẻ chiến đấu đến ngày xét xử. Sứ mệnh của hòa bình. Thermals moving in from the jungle. 20 more carrying heavy. Có một bọn cướp đang đến. Tình hình thay đổi. Ra khỏi đất này thôi. Salir. Asegúrate del perímetro. Bọn người Mỹ này đã mở cửa ngoài. Đội một, tôi bị tấn công rồi. Đội một, tôi bị tấn công rồi. Đi mau, đi mau. He's not breathing. Move, 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 move. Who are these assholes?
Nhìn lên bọn chúng đang đuổi theo kìa. Không còn thời gian đâu. Phải đánh lạc hướng bọn chúng thôi. Chết tiệt. Ta mất bản đồ rồi. Không ai đường đi đâu cả. Đi đâu rồi? Chết tiệt. Ta không ngờ được. Được rồi. Giờ chỗ này ngay đi. Báo lên. Tiếp tục đi. Báo lên. Take it back to the jungle. Kevin, come on, Carter! Go! No! I'm covering! Stand down! It's no good, it's no good. We're not leaving him here. Chúng ta phải... Không được rồi, đi thôi. Démeselo. Hắn còn sống. Đưa hắn vào bất cứ đồ đạc của hắn về căn cứ. Bảo vệ xung quanh, các cậu theo tôi. Vámonos. Chết tiệt thật, chúng ta vừa làm cái quái gì vậy? Còn đỡ hơn là bị giết. Ta vừa bỏ rơi Kevin rồi. Trước tiên phải đến chỗ tập kết đã. Chết tiệt, bọn chúng. Đi băng lên thôi. We got calm. Lawrence is still breathing. Huh? Tôi nghe tiếng nhưng mà cứng đầy băng da. Vậy làm sao đi? Ta không coi là chỗ cũ. Kiểm tra băng thu hình từ máy camera của bọn chúng đi. Tuyệt lắm. Chính xác là thứ ta cần. Là sư. Có vẻ thiện chiến hơn là tôi đã đưa họ. Tìm những người còn lại đi. Two jeeps, one truck. Trên xe kia kìa, chết tiệt. Hắn vào xe rồi. Chúng ta theo dấu chúng đi. Ý hay đi.
We need a phone. Chúng đang đi đâu vậy? At this village here. Bọn ta đang ở đây. Thẳng hướng này. Có lẽ chúng đang về căn cứ. Giờ chúng ta phải chạy đường với chúng. Được. Tôi không sợ đâu. Tốt. Đi thôi nào. Anything? They've missed the contact now. Chẳng có tín hiệu nào từ bọn họ. Điện thoại hay tín hiệu hay bất cứ gì. Sorry, sir. No bounce back. Xin lỗi thưa ngài, không có tín hiệu gì cho thấy họ quay lại đã 8 tiếng trôi qua rồi. Giữ tất cả mọi thứ cả bản nhìn đi. Có lẽ là có lúc ta cần tới. Ta không có thông tin. Có lẽ có tai nạn gì rồi chăng? What are you talking about? Cô đó có gì vậy? Thông tin vừa cho biết được một quân đội Colombia đã mở một đợt tấn công càn quét khu rừng nhiệt đới. Tên tên tù của nước này đã phá được một tổ chức lớn mua bán ma túy, gọi tên là FA, FLA. There's a phone line. Có một ngôi làng. Runs right through the center of town. Không có gì đâu. Hold on the fort. Để tôi nhập kiểm tra. Tôi sẽ ở ngoài này. Này bọn chúng tới đây, đi mau lên. And apparently that was rush hour. Operadora. Sí. Sí, hola, hola. Sir, you got a call here. It's collect. Chúng ta có điện thoại, nhưng đã lắm. Hello. Alo. Tôi Romeo thuộc biệt đội 17. Xin được nói chuyện. Romeo 147. Alpha Stingray. Được rồi, tôi muốn chắc chắn hơn. Hãy nói bật mã ra nghe nào. Trời cho nguy hiểm, không thử. Stingray. Sit rep. We were engaged. Say again, we were engaged. They're waiting for us. Guerrillas took out some kind of secret peace talk. Chúng tôi bị bọn quân đội Colombia tấn công, chết tiệt, bao nhiêu người còn sống vậy? Đợi chút. Hit me off speaker now. Tắt đường dây, chỉ mình tôi nghe thôi. Stingray. What's your count? Bây giờ sao rồi? Chúng tôi đã cố gắng, bọn họ đã tấn được Kevin. Stingray, confirm your life. Cảnh xác nhận còn bao nhiêu người còn sống? Firm. Còn ba người. Hiện tại các anh đang ở đâu? Tôi đang theo bọn nó để cứu Kevin. Not gonna happen. We reassess and anh không được quay lại đó. Quá nguy hiểm. Hãy trở về ngay theo lệnh. Nhưng còn Kevin, không còn việc của anh ở đó nữa. Về ngay. Tôi đã mất hai đồng đội rồi. Tôi không muốn mất thêm nữa. Anh nghe rõ chưa? Chân, thưa ngài. Yes, sir. Proceed to emergency evac. Anh tìm cách đến vị trí 190. Chúng tôi sẽ đợi đó. This is Deep Blue Out. Cứ nghe được thằng đến đi. Your call, LT. Sao rồi? Không có kết quả. Đi thôi.
Đừng trói hắn như thế chứ, đồ ngu. Trói tay hắn phía sau để hắn không bỏ trốn được. Đưa hắn vào phòng đi. Making you a star. Giờ bắt đầu nào. Smile for the camera. You and your friends made quite a mess. Bạn của mày sẽ được nhìn thấy mày. So who sent you? Vậy thế, hãy diễn cảm đi. I'm looking for. Được rồi. Columbia. Ta tên Kevin. Check. Check. Commander, we've tasked the set. Good. Canada, chúng ta dò được tầng sóng rồi. Bring up the evac, LZ. Phóng to lên nào. Low thermal. Là họ đi. Move your ass. Bọn họ đang ở đâu vậy? Where's Swordfish? Chết tiệt thật. Swordfish, time to contact. Nhìn lên, họ sắp tới rồi. This is Swordfish. Roger that. Đếp, cô đang ở đâu? Vậy nhiên nữa, tôi đến chỗ tập kết rồi. Chúng ta có vấn đề. Không đâu. Đây là gió lớn. Cậu tìm cách càng nhanh càng tốt. What? But we have them on site. They're right here. Nhanh lên, nhanh lên nào. Chết tiệt. Bọn chúng. Nhanh lên đi. Nhanh lên. What's going on? Why aren't they landing? Cứ bái gì vậy? Sao đã bái đi? Bọn chúng đã phong tỏa rồi. Ai? Lính Colombia. Cái quái gì vậy? LT, we got company! Nhìn lên đi, Carter. You best talk fast. Cô biết việc này là sao không? Ông luôn thích làm theo ý mình mà. When the hell the Colombians cứ gì làm cho hai người tôi gặp nguy hiểm đi. Who ordered the expedition? Cô thật sự nghĩ cái gì hả? What? Tôi đang nghĩ ông nên sáng suốt. Bọn họ đang muốn là một vùng đất tự trị. Ít nhất cho đến lúc này họ đang chống lại nước Mỹ. Theo những thông tin vừa nhận được,
Một đoạn băng ghi hình từ Colombia đã được phát trên sóng truyền hình quân đội. Đó là camera của chúng ta. Và thông tin họ cung cấp những gì mà bọn họ triệt phá chính do những quân đội Mỹ đứng đầu. Và đây là một đoạn băng ghi hình kẻ đã thực hiện hành vi này. Và có thể nói đó đang trở thành một cuộc chấn động tại đất nước này. Commander. Thế đi, các thành viên của ông đã không thể kiểm soát được tình hình. Không, tôi biết được đính của tôi. Điều này không đúng, không phải sự thật. Carl Dobbs, CIA. Chúng tôi từ CIA, thưa ngài, ngài có thể đi cùng chúng tôi được không? Tôi không có nghĩa vụ phải theo công. Chúng tôi đã được lệnh của tòa án như vậy, thưa quý vị. Nơi này đã bị phong tỏa toàn bộ. Are there any questions? Còn câu hỏi nào không? Tôi xin lỗi, đã không nói sớm là bữa tối không được chuẩn bị. Chúng tôi chỉ có thế này thôi. Ông là ai hả? Ông cùng hội với họ không? Không. Ông ở trong quân đội à? Chính các người đã giết vợ và con tôi. Ông dùng quân đội để trả thù lại. Chính xác thì chính xác, các người đã hỗ trợ tiền cho bọn chúng để chống lại đất nước chúng tôi. Kiếm được gì không? Everyone went home for the night. Xem cậu cũng không tệ. Nếu ở nhà tớ sẽ chẳng mó tới bộ đồ thế này đâu. So, why didn't they pick us up? Tại sao họ lại bắt Kevin chứ? Dù gì hắn cũng có mục đích. Xem ông ta nói gì kìa. The Colombian president. Họ nói chính những lính Mỹ đã thực hiện các hành vi mua bán và trao đổi ma túy. Assassins? Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? It's not even off our bid packs. If somebody wanted that piece, someone stopped. They wanted us to take. Đó chính là lý do tại sao chúng cần Kevin. Now we're saying we did it because the U.S. believes. Chính vì điều này, chính phủ Colombia đòi nước Mỹ phải trao trả quyền tự do dân chủ cho Colombia. Chúng ta không thể ngăn chặn được làn sóng bạo động đang xảy ra. Tại sao chứ? Nhờ Mỹ mà họ mới được thế này. Chẳng phải là Kevin sao? Tôi thấy rồi, có tốt nhất là phải giải thoát được cho cậu ấy. Check the radio. Thử mở radio lên xem, để tới. That's static. They're too far out of range. Chết tiệt, nghe chẳng rõ gì cả. Cố gắng đi. Maserati, Ferrari. Chỉ có đầy Ferrari. Whoa, 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 wait. This đi, guy. Khoan đã. Nhìn đi, gái này đi. Chính gã này trong đoạn băng tao quay. Được, nhưng hắn là ai? Look.
Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tôi không muốn xây ra dũng mũi vào chuyện của chúng ta. Tôi biết kẻ nào đã thực hiện hành động này. Sự thật là ta không thể làm gì. Nhưng cô là người có quyền ở đây. Hãy nghe tôi. Ta cần làm rõ sự thật đi. Không phải lúc này đâu, thôi đâu. Đây là một tình trạng khẩn cấp đi. Tôi nhờ cô giúp mà. Xin chào, tôi là Cindy. Là anh à? Mọi người ổn cả đấy chứ? Chẳng ai báo với ông về chuyện gì sao? Tôi biết các cậu mà. Tôi hiểu các cậu không làm gì cả. Chính bọn họ đã bắn. Không phải chúng tôi. Tốt lắm. Tôi chỉ cần điều đó. Tôi cũng đang gặp khó khăn. Bọn họ đang chiếm vào văn phòng của tôi. Tôi hiểu mà. Bọn họ luôn thế đi. Chết tiệt, dưới này là các anh vẫn ổn. Tôi cần các cậu hoạt động lúc này. Chính xác ông muốn sao? Trước hết cậu muốn gì? Tôi cần theo dõi qua radio về cabin. Được rồi, tôi hiểu. Sao rồi? Chỉ huy, chúng tôi tìm thấy khu vực chiếc xe Jeep. Không có dấu hiệu của bọn chúng. Theo tôi tìm thấy thì bọn chúng ở phía đông. Theo tọa độ 25 về hướng tây bắc. 26, 46 north. Traded my last favor for that. Get our man out alive. Chết tiệt, chúng canh phòng cẩn mật quá. Chúng ta phải qua được ở đó. Không biết Kevin ở đâu nữa. Thấy cái gì không? Hình như kia có cái gì đó. Tôi thấy rồi. Có dấu hiệu. Khá lắm anh bạn. Có hai tên ở trên mái nhà và khoảng 5 tên ở dưới. Nửa gì thế? Bơm trên xe thôi ngay.
Là bọn chúng đó. Báo động mau. Chết tiệt. Dương cầm đại cậu. Mau lên đi. Đi thôi nào. Sure you're right? Bastards made me eat McDonald's. What the hell you guys still doing? Chuyện quá gì vậy? Sao dừng ở đây chứ? Chúng ta biết phải làm gì ở đây rồi. Đừng lo, ta phải đi thôi. Nhưng đi đâu mới được? Tìm bạn đi chứ. Thúy nào? Nói tôi nghe xem. Được rồi, được rồi. Được rồi mà. Anh muốn gì? Nói xem. Chuyện quá gì xảy ra à? Nếu như không, tao sẽ bắn đó. Mày hiểu chứ? Tôi hiểu. Vì chuyện với mọi người là sao? Có phải đây là một cái bẫy đúng không? Chính xác thì tôi không làm thế. Nhưng chính bọn họ đã có ý thế. Vậy thật ra là sao? Ai đứng sau chuyện này? Chuyện này không phải thẩm quyền của tôi. Tôi không có ý kiến gì cả. We were set up. And you have to tell the media that. Cái gì cơ? Tôi biết là ông biết. Tôi đã xem báo cáo. You're a national hero to them.
Chính xác thì tôi phải chơi trò khăm thôi. Giờ no. thì mọi chuyện đã rồi, đã quá trễ rồi. No, it's too late. Wait. Wait. Unless you had proof. Nếu như cậu muốn biết ai, cho tôi số của cậu. I'm gonna give you a number. You find anything. Khi tôi biết thông tin gì, tôi sẽ gọi lại cho cậu. It's the only thing that can stop this. Vámonos! Enseguida! Chết tiệt, cái mùi như thế này. Không sao đâu, chuyện gì cũng bỏ nó đi mà. Xin lỗi nha. Cậu có tìm được thông tin gì không? Chẳng được gì. Hắn ta bảo hắn không biết. Calvin, còn trong đó cậu tìm được gì? Tôi chỉ biết là bọn họ dựng lên chuyện này để hòng du khống cho nước Mỹ thôi. Còn gì nữa không? Có lẽ họ sẽ dấy lên làn sóng chống Mỹ lan rộng. Đó là ý kiến rất là hay đi. Cậu có muốn quyền lợi của mình không? Dân. Ta phải làm gì đó. Đúng, ta phải làm gì. Tốt hơn là tìm đường ra khỏi chỗ này trước đã. Chết tiệt thật, bọn Colombia đang đòi yêu sách với chính phủ, do việc bồi thường thiệt hại. Tôi chỉ lo về lính của tôi lúc này thôi. Cách duy nhất lúc này là qua mặt xe da thôi, không còn cách khác đâu. Đợi tôi tính đã. Stop! You and your Langley gang got played by your source. Chúng tôi cần ngay trực thăng để đưa họ về ngay lúc này. Chúng tôi sẽ làm. Được thôi, ngay khi tôi kiểm tra toàn bộ sự việc về họ, có dính dáng. Ông không thể làm thế, chuyện này là hoàn toàn đúng vì rất có thể bọn họ là kẻ đã vận chuyển các chất ma túy vào Colombia. Ông không thể làm thế được. Tôi cam đoan họ không thể là thực hiện việc này. Họ có gia đình và con cái. Ông không thể làm thế, tôi hoàn toàn có quyền và bọn họ phải tuân theo tôi. Nhưng tôi thì không. Trong tình trạng này tôi vẫn là kẻ đứng đầu ở đây. Ông có thể đi được rồi. Ông mới nhớ cảnh chính xác điều ông nói đó. Chính xác, ông còn nói chuyện gì nữa chứ? Còn ông, Commander, hãy coi chừng tôi. So Kevin, let me ask you, that fence is wired and hot. And có dòng điện cao thế ở đó. Cậu nghĩ ta sẽ qua được đó sao? Tớ sẽ thử. Cũng vậy thôi mà. Cái quá dễ kêu vậy. Nhìn thử xem. Xem như văn phòng chính. Còn bên trong kia hả? Hình như là không có căn phòng hay sao ấy. Wait a minute. The well. Yeah. Là cái giếng à? Có lẽ thế. Tại sao thế hả? Ta cần kiểm tra một chút chứ. Ta có thể vào bằng đường đó. Ta cũng nghĩ vậy. No way. No way. Không. All the air we got. You guys know enough air? Đi, coi chừng. Giật dây nếu có gặp gì rắc rối nhé. Strangled first by the root of a tree. All right, you know what? You guys suck as cheerleaders. You're right. Hãy coi chừng. Win, fight a battalion. It could work. An easy day.
was yesterday. Yeah. Cậu sang kia, tới thì lối này. Anything? I hate to say this, amigo. Cầu chúa tôi, chắc có chuyện gì với Sen rồi. He's still kicking, I know it. Đừng nói nữa, tôi cũng biết chứ. Cậu ta làm được rồi. Được rồi. Sẵn sàng chưa? Có chuyện gì ở đó gì? Đi sợ đây dơ quá. Nó bị nghẽn máy lọc. Xuống đây, cầm lấy đi. They didn't buy.
Nào mật mã, cố lên chứ. Chết tiệt, hắn nhấc máy rồi. Dính tới một tay đi, coi chừng bên ngoài đi. Find those new packs. Got them. Good, Jacob. Oh, nothing here. What do you mean? Nothing. Chết tiệt. Chẳng có gì ở đây cả. Cố lên đi. What do you mean? We got nothing? Chẳng làm được gì hết. Có gì cơ? Không được sao? Mẹ kiếp. Oh, boys, we got company. I got the door. Chúng về rồi. Ta phải đi thôi. Đi mau. Giữ lấy. Got it. Mở cổng ra mau. Kiểm tra nghe. Cô kẻ bắn tỉa. Ra phía sau, mau đi. Bọn chúng đi độc thật. Mau tìm cách đi thôi. Xem quanh đây có gì không? Còn cậu? Còn bao nhiêu đạn hả? Tớ còn 4. Tớ còn 3. Đuổi theo chúng. Hay lắm, làm việc tốt lắm. We took our shot. We tried recovering the vid packs. We came up empty. Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Sao chúng tôi ra khỏi trò chơi này đi? Can't come home. Hỏi họ là khi nào ta được về nhà? Get ours before they get us, huh? How about that?
that an idea? Cậu có biết tình hình tôi mà. You know it. With your situation like that. Vậy còn chúng tôi thì sao? Đợi tôi một chút đã. Xin đợi. Quả bom ở Colombia đã giết không những trẻ em, còn phụ nữ, và đó là người thân của một đứa tên là Antaro. Phải chính người ông nói lúc trước không? Chính xác là thế. Tôi không ngờ mọi việc lại đi xa đến vậy. Nhớ rằng những gì cậu nhìn, cậu thấy đều là những giá trị thật sự. Tôi đã từng huấn luyện họ. Vì vậy, họ sẽ không từ bỏ ý định giết cậu đâu. Anh ta nghĩ quả bom đó do chúng ta giật dây thực hiện. Colombia National and a handler codenamed. Tôi sẽ cố để các cậu thoát khỏi Colombia. Cậu cố gắng đến được biên giới Cola thì đến lúc kết thúc rồi. Tôi không thể nói chuyện với cậu được nữa. May I see your phone? Tôi có thể lấy điện thoại của anh được không? Ông có thể, nhưng tôi nói trước, ông sẽ không thu được kết quả gì đâu. Consider yourself relieved. Và ông sẽ phải nói chuyện với Nhà Trắng. Xin lỗi, nhớ tên tôi. Actually, Commander, chính xác, tôi hoàn toàn hiểu ông. What now? Sao rồi hả? Ta phải chơi tới cùng trò này. Cảm ơn cô. All right, shut it down. All right, mission walkthrough. Split up in the jungle. Chúng ta lại phải vượt qua khu rừng này nữa. Greg had the overwatch. Chúng ta xem là trước đã. Greg radioed in guard position. Chúng ta đã làm theo kế hoạch, đúng chi tiết, đúng không nào? Greg saw the black hats coming. Greg was watching the base through the spectra. Yeah? Which wasn't with our gear in the barn, right? No, it wasn't. God. Vậy chuyện gì xảy ra? Yeah, would have got everything. Phải, tôi cũng đang nghi ngờ đi. Bad guys. Yeah? Gear up. See? I have proof. Mọi việc sao rồi? Are you absolutely sure? Hoàn toàn ổn cả. Everything the world needs to know that we didn't do it. Ông chắc là làm theo lời tôi nói. Excellent. Chính xác mà. Where can we meet? Nếu thế, ông sẽ được hưởng quyền của mình. 1700 hours. Okay, I will be there. Được rồi, tôi sẽ đến đó. Tôi muốn chắc là anh phải giữ lời. Nếu không, tôi không đảm bảo mọi việc suôn sẻ đâu. Tomorrow will be the bloodiest day in the history of my country. Lucky for us, we still have. Được rồi, hy vọng là thế. Tiếp tục đi. Chúng có thể ở đây. Được rồi, nhìn đi. Chúng ta còn bao lâu? Khoảng một tiếng. Chết tiệt các cậu. Ta có khách. Cái gì cơ? Đằng kia. Mẹ kiếp, lại là chúng sao? Chỉ còn một cách duy nhất là ra khỏi đây. Ta không thể để lỡ cơ hội được. Không còn cách nào khác đâu. Cậu giữ cái kỹ này đi. Giữ kỹ đi nhé, được rồi. Ta phải cứu thôi. Cậu biết cậu nói câu này bao lần rồi không? Vì ta là anh em mà. Greg and Steve. Được rồi.
Americas. Think you are Rambo? I prefer John McClane. Tao cũng thích chơi trò này lắm. Javier, Dario. Muévese en ese río. Me copian. Dario, Rafael, me copian. ¿Quién me copian? Giết tao đi. Mày là đồ khốn. Mày muốn trả thù cho vợ con mày hả? Được lắm. Giờ đến lúc rồi. Chết tiệt, lũ chúng mày. Giết tao đi. Không, tao sẽ giết mày đó. Đứng yên đó. General Velez. Carter. We secured your man. Where's your proof? Nào đứng dậy đi. Mau lên anh bạn. Spain's a traitor. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chúng mày cũng không tệ hả? We have footage of him killing your soldiers on that. Mi general. Chính là bọn chúng. Alvaro. Tôi biết rồi. You working with him? He works for me. Ông định làm gì? Nếu làm gì cho tôi sẽ tha cho các anh. Cái gì? When I was a little boy, các anh bạn, giờ các anh quay lại Mỹ cũng đâu có đường thoát nào đâu. Cách tốt nhất là theo tôi. That's why I became a soldier, to hunt them down. What about your Vậy những người đã hy sinh ở khu trại đó thì sao? They're your allies. They sacrificed for Colombia. Những người ở đó đều là anh hùng. The bogus intel and the peace talk. Chết tiệt. Ông lừa chúng tôi, những người bạn của tôi. You set us up. I want to kill them. Rivera, bọn tôi không biết họ. Tăng cầu dẫn họ đi. Nếu họ không chịu, gài bơm vào, coi như là họ bị trúng bơm. Chết tiệt, ai vào được? Chuyện này không đúng. Thật sự người Mỹ không đặt bơm vào tòa nhà đó. Mà chính là ông. Là định điều khống đó hả? Giết hắn đi. Không, chính là hắn. Hắn đã dùng anh như quân cờ. Có phải không? You. Chính là ông mà. My wife. Vợ tôi. My son. Con trai tôi. Họ đã chết vì Colombia thôi. Their sacrifice brought us together. Họ đã được ở cùng nhau. You killed them. Ông đã giết họ. Không. America killed them. Bọn Mỹ mới giết họ. The guerrillas killed them. Chính bọn Mỹ là kẻ đứng sau điều này. We will win. Giờ chúng ta đã thắng. Vì chúng ta đã chiếm lĩnh vực vùng đất chúng ta sẽ ngự trị tại nơi này. Alvaro, và anh cũng thấy tự hào về điều này chứ. Không ai có thể ngăn cản được chúng ta nữa. What is that compared to the destiny of our country? Ah!
Ông có biết một người lính phải làm gì không? Phải chết cho đất nước Colombia. Con dâm đã chết vì đất nước. Thấy đủ rồi. Then make it right. Cái này quan trọng lắm đi. A special breed of warrior, ready to answer our nation. Những chàng trai dũng cảm đã hy sinh vì lợi ích của nước Mỹ để được tặng thưởng quân chương. Forged by adversity, he stands alongside America's finest. Họ đứng bên cạnh đất nước, cống hiến sức mình cho đất nước và phục vụ như những người anh hùng. Country, the American people, and protect their way of life. I am that man. Seal Creed.
Thank you.